Xin chào tất cả quý vị khán giả thân thương đã đến với kênh của Trần Thanh Trương. Và hôm nay Thanh Trương đang có mặt tại phim trường Big Cell số 1 Nguyễn Văn Lượng. Thì hôm nay là ngày đầu tiên ghi hình chương trình Thiên Đường Ẩm Thực. Và bây giờ là ca thứ hai, là ca cuối cùng cũng đã ghi xong rồi. Và hôm bữa thì hôm nay có một nhân vật vô cùng đặc biệt đến tham gia chương trình, đó là chị Hồ Bích Trâm. Thì hôm qua mình có nhắn tin với chị, thấy chị đang bảo là tuyển trợ lý. Hôm nay Thanh Trương thử mạng viết đến hỏi chị Trâm coi là có tuyển trợ lý không, mình sẽ ứng cử có được không. Sao em hỏi tuyển trợ lý, sao chị lườm em? Chị lườm em đi. Đây, xong rồi mọi người. Dạ, vụ gì? Dạ, em nghe nói chị tuyển trợ lý đúng không chị? Đúng rồi, đầu tháng 10 này em đang còn trợ lý nè. Dạ, thì hôm qua em cũng đã trình bày với chị những cái ưu thế và điểm mạnh của em á chị. Thì chị thấy em có phù hợp với cái cương vị đó không chị? À, tướng tá thì ngon đó mọi người, tướng tá rất là ngon nha, tươi đẹp trai, nói chung là Trương của bây giờ không còn là Trương của ngày xưa nữa. Đẹp trai. Trương ngày xưa sao chị? Trương của ngày xưa hơi kiểu như là kiểu hơi ngốc nghếch, dễ thương, khờ khờ, nhưng mà bây giờ thì Trương đã thay đổi rồi nhờ sư phụ Khương Dừa. Đó, nhưng mà bây giờ là làm trợ lý được rồi. Nhưng mà làm trợ lý cho diễn viên á thì việc đầu tiên đó chính là phải yêu thương diễn viên trước. Dạ, yêu thương. Phải có tình yêu thương, mình yêu mình thương thì mình mới có thể là mình lo được cho diễn viên, đúng không? Dạ, yêu thương. Rồi. Cái điều thứ hai, cái điều quan trọng là phải ăn chung nè. Ăn chung cho vui nè. Dạ, ăn chung được, ăn chung. Dạ. Cũng như chơi Thiên Đường Ẩm Thực đúng không? Đúng rồi, đi làm chung nè. Hỏi đi học hỏi kinh nghiệm nữa. Đó rồi, chuẩn bị đồ nè, lo đồ nè, rồi tắm chung, ai ngủ chung, ấy ấy bậy rồi. Không mấy cái đó. Cũng được đâu. Rồi cho xin phép Ngân biên tập chưa? Sao phải xin phép Ngân biên tập ạ? Ủa chứ hai người không có tình ý với nhau hết rồi. Tưởng hai người có tình ý gì với nhau chứ. Nói chung là làm trợ lý cho một diễn viên hoặc là một nghệ sĩ nào đó rất là đơn giản mọi người. Ví dụ như là đi làm nè, nhưng mà bị một cái là thức khuya dậy sớm nè. Ví dụ như nghệ sĩ ngày hôm đó 6 giờ có mặt đúng không? Diễn viên 6 giờ có mặt đó, thì 5 giờ phải qua nhà của diễn viên để đi chung xe nè. Còn không là phải tự dắt đi xe. Còn em là thường là sẽ anh sẽ đi chung xe với em. Để em lái ô tô thì anh đi anh khỏe hơn. Đó. Xong rồi lo kịch bản nè, đồ đạc nè, ăn uống nè. Nhưng mà ô tô chưa có bằng, chỉ có biết lái máy bay nè. Thì em lái em chở anh. Em lái em chở anh, thường là trợ lý cho chăm sướng đó mọi người. À, con bé trợ lý tên Bành Thị Bé Uyên á, là mới lên xe là mới ngủ đó, cho nên là không biết anh Trương lên xe có ngủ hay không nè. Không, lên xe ít khi ngủ lắm. Không, bình thường á mình quay về khuya mình cần một cái người trợ lý ở bên cạnh mình á để ngồi kế bên để nói chuyện á. Đang lái nè, trời ơi bữa nay quay về trễ quá, quay qua thấy nhỏ đang ngủ mất tiêu rồi. Rồi xong để nó ngủ luôn chứ không lẽ kêu vậy. Không biết anh Trương có ngủ hay không. Không, Trương tấu hài được. Là Trương tấu hài được. Làm hè được. Làm hề được không? Nhưng mà không lại Hồ Bích Trâm thôi. Em không hề không hài đâu. Nhưng mà tại sao bỏ sư phụ Khương Dừa để đi làm trợ lý? Đâu, cũng tại muốn thử sức xíu thôi à. Thử sức xíu hả? Ừ. Nhưng mà làm trợ lý cực lắm á. Thì cực mấy thì cực, nhưng mà có quyết tâm là làm được hết mà. Thì khổ trước xứng sau, thế mới giàu. Nhưng mà giờ đổi đi làm trợ lý cho con rồi mà. Ba, ba thấy con làm trợ lý được không? Trời ơi, nay trợ lý là phải đẹp trai, cao to, lực lưỡng. Bình thường có uống thuốc gì không? Dạ. Bình thường có uống thuốc gì không? Dạ, không. Mày kiếm mớ thuốc an thần đi. Cái gì tháng đầu cái đã tính. Sao vậy vậy? Sao lại như vậy ba? Nó có vấn đề. Nó có vấn đề. Mày chịu đựng nổi, tháng đầu thử việc đi rồi nói chuyện tiếp. Em có vấn đề chứ phải anh. Thì biết mà. Nhưng mà nè, ăn chung nè, làm chung nè, lo quần này áo nọ nè, giày này dép kia nè, tóc này tóc kia, nội bông tai này bông tai kia nè. Ồ. Rồi ăn chung nè, rồi nghĩ một cái là ăn cái gì nè, đang quay mà khát nước quá là dân được có đem nước vô chuẩn bị nè. Rồi nói chung là sẽ là một cái người mà trợ lý là một cái người mà hỗ trợ đắc lực nhất cho diễn viên. Trợ lý là một người phải biết để ý, đúng nhanh rồi. Nhẹ và phải biết diễn viên của mình quản lý là tâm trạng như thế nào, rồi nói chung là phải tinh ý một xíu thôi. Nói chung là thường phải là chuyên nghiệp nữa. Đúng rồi, thường là mấy bạn trợ lý mà giỏi giỏi là nghệ sĩ rất là khỏe luôn. Cho nên là cái điều quan trọng của mấy bạn trợ lý đó chính là phải thật sự là thương cái người đó thì mới có thể lo được chu toàn.
Đây kiểu là như vậy. Thực ra thì Trương muốn qua chỗ của Hồ Viết Trâm là muốn học học. Anh em chưa nói xong nữa, là bé trợ lý trước của bé trai của Trâm á, là bữa nào mà đi quay á là đi quay, còn không đi quay á là bé về nhà phụ Trâm bán hàng nữa, rất là giỏi luôn. Cho nên á không biết là anh Trương có làm được hay không. Cái điều... phụ bán hàng ở đây là đóng hàng, gói hàng, là những hôm mà không đi quay á là sẽ phụ đóng hàng, gói hàng luôn. Giỏi lắm, rất giỏi nha. Ồ. Để dành cho trợ lý như một chàng có tay lớn. Không, bé rất giỏi. Quan trọng là anh Trương làm nổi không? Mà thức khuya dậy sớm, có hôm quay tới 5 giờ sáng. Đó, con bé nó vẫn quay tới 5 giờ sáng luôn mà Trâm quay nó ngủ. Cười cười. Tại vì nhiều khi bé đuối quá hiểu không? Sao mà sức chơi giống mình được? Nhiều khi sức giống mình được, nhiều khi còn tuổi trẻ mà mới 20 tuổi mà, cho nên là đó là cái tuổi mà tuổi ăn, tuổi ngủ, cho nên là đụng đâu ngủ đó. Đó, nhưng mà được một cái là rất là để ý luôn. Rất là để ý, rất là giỏi. Tại Trương cũng muốn đi theo Hồ Viết Trâm để học những cái điều đó. Được, vậy thì bây giờ mình sẽ cho anh Trương thử việc một ngày. Được không? Và chúng ta sẽ hẹn anh Trương trong một ngày gần nhất để coi thử là anh Trương làm một ngày thì anh Trương có chịu nổi hay không. Hẹn anh trong cuối tháng 9 đầu tháng 10. Trâm đi quay phim cho anh Khương Dừa. Dạ, yeah. Được. Dạ, à, đến lúc đó sẽ kiểm chứng năng lực của Trương. À, bây giờ mình còn ký hợp đồng không anh? À, có ký hợp đồng chứ. Cho em mượn, anh ơi, cho em mượn tờ giấy, nãy cho em biết ký gì đâu anh ơi. Cho anh Trương ký hợp đồng nha, làm một ngày. Làm một ngày từ hay sáng là... cho tới khi mà mình có công việc luôn, để coi thử là anh Trương có chịu nổi không nha. Đúng. Nghe cái lúc đầu có vẻ là hơi khó khăn xíu nhưng mà phải thử mới biết được chứ. Không, nhưng mà thật sự là đi làm với em á thì được cái là ví dụ như là thường là em mình ăn cái gì thì bạn ấy ăn chung với mình luôn rồi nọ, nói chung là coi như là chị em. Rồi cho em một cái biết không chị, cái đây là đơn thử việc Trần Thanh Trương và Hồ Bích Trâm ký tên. Không có biết luôn á chị. Hôm nay là anh thôi cắt máu anh thề được rồi. Hôm nay thắng nhiều không? Thắng thì nhiều mà tiền cũng bao nhiêu. Nhưng mà anh no. Dạ no chứ, phải no chứ, ngon thì được, được. Thôi coi như là cái rau kèo đi ha. Rồi một ngày làm việc thử cho em nha. Rồi vậy là con bé Uyên sẽ được nghỉ một ngày và anh Trương sẽ là người thay thế cái công việc này. Đó, vậy là con bé ngủ rồi. Chứ mấy nay thiếu ngủ à. Anh nên làm trợ lý từ tiếng ngủ lắm. Rồi ok, hứa nha. Hẹn anh cuối tháng 9 đầu tháng 10 nha. Rồi ok anh, bye bye. Đúng rồi, anh kêu lịch sử anh ơi. Kêu lịch sử mà. Khi cũng đâu cần lịch sử đâu. Chuẩn bị làm trợ lý cho em rồi. Ăn xong rồi ngủ không đó? Ăn xong ngủ ứng tuyển giỏi hay giỏi nhất hai vị trí ăn và ngủ. Đây. Đó, hứa nha, làm trợ lý một ngày nha. À, mọi người nhớ đăng ký kênh của anh Trần Thanh Trương Official. Đúng không anh? Mọi người cũng đăng ký kênh Hồ Bích Trâm Official nha mọi người. Và mọi người hãy chờ cái clip anh Trương làm việc cho Trâm một ngày coi thế như thế nào nha. Cho kêu kênh em nữa. Ừ. À, còn đăng ký mọi người ủng hộ đăng ký kênh cho chị Nguyễn Thị Ngân á. Nguyễn Thị Ngân Official. Ngân đang quay cho Thanh Trương á quý vị khán giả. Quay muốn hết clip để mình giới thiệu. Không, tại đang nóng lòng để trình bày cái quan điểm của mình dành cho chị Trâm. Không, nói chung là anh Trương á hãy anh về nhà suy nghĩ thật kỹ. Em còn cho anh khoảng thời gian để suy nghĩ để cuối tháng 9 đầu tháng 10 chúng ta sẽ thử việc nha. Một ngày duy nhất thôi. Nhưng mà thấy Trâm hay bán đồ á, mình có được thử rồi mình bán cho khách hàng không? Được luôn anh. Muốn được. Bán hàng online đó. Được luôn, anh sẽ được livestream chung với em luôn. Yes. Để coi là ví dụ ngày hôm đó mình sẽ cho anh Trương thử thách là ví dụ trong cái đó là phải được bán được bao nhiêu món hay kiểu dạng vậy. Wow. Phải có thử thách chứ. Đúng rồi, phải có thử thách. Nha, hứa nha, rồi bắt tay hợp tác. Ok. Ok. Hẹn em một ngày sớm nhất.